Mình thấy phần đặc trưng và phần dung dịch thuốc rồi đúng không? Thì hôm nay mình sẽ chuyển sang một giải thuốc khác. Thì hôm nay em nhìn cái hình như thế này thì mình đoán thử xem là mình sẽ học về giải thuốc gì nè. Nào, thuốc nhỏ mắt thì hôm nay mình sẽ học thuốc nhỏ mắt. Bài này mình sẽ học trong vòng 4 hoặc là 5 tiết gì đó, tùy theo. Nếu như không có sự cố mạng, rớt mạng gì thì học 4 giờ là xong. Thì trước tiên á, là trong cái dạng bào chế người ta sẽ có phân riêng thành một cái dạng thuốc gọi là dạng vô khuẩn. Dạng thuốc vô khuẩn thì các cái dạng thuốc vô khuẩn sẽ gồm có thuốc tiêm và thuốc nhãn khoa. Trong thuốc tiêm thì sẽ có thuốc tiêm và thuốc tiêm truyền. Cái bài này như cô vừa lúc nãy là mình sẽ học cuối cùng, 8 tiết cuối cùng thì mình sẽ học cái bài là thuốc nhãn khoa. Thì thuốc nhãn khoa là một nhóm thuốc lớn dùng tại mắt. Các cái thuốc, nhóm thuốc nhãn khoa này sẽ dùng điều trị các bệnh tại mắt, và trong đó thuốc nhỏ mắt chỉ là một nhóm trong thuốc nhãn khoa mà thôi. Có thể trước đây á, vì mình chưa học mình chưa biết, cho nên em cứ nghĩ là cái thuốc gì mà cứ sử dụng tại mắt thì được gọi là thuốc nhỏ mắt hết, nhưng mà không phải. Các thuốc được sử dụng tại vùng mắt người ta sẽ gọi thuốc nhãn khoa, và thuốc nhỏ mắt chỉ là một nhóm trong các cái loại thuốc nhãn khoa mà thôi. Rồi, thì học thuốc nhỏ mắt thì mình phải biết sơ lược qua về cấu tạo của mắt. Thì cấu tạo của mắt á, nó rất là nhiều bộ phận, nhưng mà liên quan đến việc bào chế thuốc nhỏ mắt và cái việc hấp thu dược chất từ thuốc nhỏ mắt thì mình chỉ tập trung đến một vài bộ phận thôi, như là mi mắt này, võng mạc này, giác mạc và kết mạc. Thì các thuốc để điều trị thì các bệnh về mắt thì sẽ có hai loại, đó là các thuốc dùng tại chỗ, và thứ hai là cái thuốc tiêm trực tiếp vào các cái tổ chức bị bệnh tại mắt. Ưu điểm của cái việc dùng thuốc tại chỗ đó là thuận tiện, dễ sử dụng và hạn chế được các tác dụng không mong muốn của thuốc. Cho thuận tiện mình biết rồi, dễ sử dụng mình biết rồi, vì ai cũng có thể tự sử dụng được hết. Và vì nó chỉ tác dụng tại chỗ thôi, dược chất nó không hấp thu vào đường mòn chung, cho nên sẽ hạn chế được các tác dụng không mong muốn. Đối với nhược điểm là khi mà sử dụng tại chỗ thì dược chất rất dễ bị rửa trôi và pha loãng. Vì sao? Vì là trong mắt của mình sẽ luôn luôn có nước mắt. Đúng chưa? Mình có nhỏ thuốc nhỏ mắt vào đi nữa thì nước mắt nó vẫn tiếp tục tiết ra. Cho nên là chính cái nước mắt đó nó sẽ đẩy thuốc nhỏ mắt ra ngoài, đẩy dược chất trong thuốc nhỏ mắt ra ngoài. Và ngoài ra nếu như nó không đẩy thì nó pha loãng, nó làm giảm mà độ xuống, làm cho sinh sản dụng của thuốc nhỏ mắt rất là kém. Chẳng đấy là mình phải sử dụng rất là nhiều lần trong ngày mới đạt được cái tác dụng như là mong muốn. Còn với cái đường dùng mà tiêm trực tiếp vào các tổ chức bị bệnh mắt á, thì nó có ưu điểm là đạt nồng độ rất cao tại chỗ tổ chức bị bệnh, cho nên là hiệu quả cao, nghĩa như là sử dụng đường tiêm lúc nào nó cũng tác dụng tốt hơn cả cái đường sử dụng khác. Dược chất không hoặc ít bị hấp thu vào tuần hoàn, và vì sao chỉ tiêm vào mắt thôi. Về nhược điểm là yêu cầu kỹ thuật rất là cao và nguy hiểm. Em biết rồi, cái việc tiêm bình thường thôi nó đã nguy hiểm rồi, còn nó tiêm vào mắt, mà mắt là một cơ quan rất là nhạy cảm, cho nên phải là bác sĩ nhãn khoa mới được thực hiện cái kỹ thuật này. Bác sĩ khác không được, phải là bác sĩ nhãn khoa mới được thực hiện cái kỹ thuật là tiêm vào mắt. Mà nó nguy hiểm, mắt là nó rất nhạy cảm. Ví dụ như đến lúc mà
có những cái bệnh nhân mà người ta cần phải phẫu thuật tại mắt chẳng hạn, mà vô tình ngày đó họ bị dị ứng thôi, họ hắt xì thôi, thì cũng phải dời mổ lại. Thì chứ vì tim vào mắt thì không không có ai mà đi gây mê hết á. Tim xong mà lỡ đang tim mà hắt xì cái là xong. Yeah. Cho nên là đây là một cái yêu cầu cần kỹ thuật rất là cao và không phải ai cũng làm được. Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt để tăng cái hiệu quả điều trị thì người ta có thể cho dùng thuốc toàn thân để mà điều trị các bệnh tại mắt. Thì ví dụ như gì, bệnh đau mắt đỏ nhưng bị viêm kết mạc giác mạc á, thì để làm nhanh lành thì người ta hay cho uống thêm kháng sinh, đúng chưa? Kháng sinh thì đó, mà kiểu uống vào hấp thu vào tuần hoàn, rồi sau đó nhờ chênh lệch nồng độ nên là dược chất mới được đi đưa tới cái vị trí bị tổn thương ở mắt để mà tác dụng. Thì á, cái việc dùng thuốc toàn thân đây này, nó sẽ tác dụng lên toàn cơ thể là hiển nhiên đúng không? Mình uống mà đương nhiên nó sẽ tác dụng lên toàn cơ thể. Và ngoài cái phần dược chất mà đến được vị trí cần điều trị tại mắt á, thì cái phần còn lại nó sẽ tác dụng lên cơ thể, và đôi khi một số dược chất nó sẽ tác dụng phụ. Về các cái dạng bào chế dùng tại chỗ cho mắt, ra mình đã nói đến các dạng bào chế dùng tại chỗ mắt, tức là các cái loại này trước đây mình cứ nghĩ là thuốc nhỏ mắt nhưng mà không phải, là không phải loại. Đầu tiên là thuốc nhỏ mắt, thứ hai là dung dịch rửa mắt, mà trước giờ cứ xác định thuốc nhỏ mắt mà không, đây là thuốc nhỏ mắt. Loại thứ hai có thể dùng tại chỗ cho mắt, đó là dung dịch rửa mắt. Và thứ ba là thuốc mở ra mắt. Chơi thực tế nữa, và những phần sau mình sẽ phân biệt, mình sẽ biết được là mấy cái loại này nó khác nhau chỗ nào. Như là tiếp theo, kính áp tròng cũng là một dạng bào chế để dùng tại chỗ. Hệ điều trị đặt ở mắt và hệ điều trị có cấu trúc với tiểu phân thì bản chất hẳn là nó cũng tương tự nhau, mà nó chỉ khác nhau về cái mức độ thôi. Chứ bên cái hệ điều trị có cấu trúc với tiểu phân này á, thì cái việc bào chế nó phức tạp hơn, cái dược chất á, được chia nhỏ đến mức nano, cho nên là cái hiệu quả điều trị nó sẽ cao hơn. Mà hai dạng này là hai cái dạng bào chế nó hiện đại, ở Việt Nam mình chưa làm được. Đó, thì trong các dạng bào chế này á, thì thuốc nhỏ mắt là nó chiếm số lượng lớn nhất. Thì thuốc nhỏ mắt là gì? Đây, thuốc nhỏ mắt được định nghĩa là dung dịch nước, dung dịch dầu hoặc là hỗn dịch, nhưng mà phải vô khuẩn. Tức là nhắc đến thuốc nhỏ mắt là mình phải nghĩ ngay đến độ vô khuẩn. Trong thuốc nhỏ mắt là dung dịch nước, dung dịch dầu hoặc là hỗn dịch vô khuẩn của một hay nhiều dược chất dùng để nhỏ vào mắt. Ngoài ra, thuốc nhỏ mắt cũng có thể được bào chế dưới dạng khô, ví dụ như là bột đông khô, viên nén, nhưng mà vẫn phải đảm bảo yêu cầu về vô khuẩn, được hòa tan hoặc phân tán vào một chất lỏng vô khuẩn thích hợp để sử dụng. Tức là giống như có những cái loại tương tự như những loại mà bột hoặc là cốm khô để pha siro á, thì thuốc nhỏ mắt cũng vậy, người ta sẽ làm dạng bột hoặc là bột đông khô, nhưng mà nó phải vô khuẩn. Rồi khi nào sử dụng á, những loại này khi nào sử dụng thì họ mới cho cái một chất lỏng vô khuẩn vào, lắc đều lên mà sử dụng. Và thực tế loại này Việt Nam mình chưa gặp thì nó khó lắm. Và thứ hai, đây là dung dịch rửa mắt. Thì dung dịch rửa mắt là các cái dung dịch vô khuẩn và đản trường, thành phần chủ yếu là cát, muối và thêm chất sát khuẩn, mục đích chỉ là rửa mắt hoặc là duy trì độ ẩm cần thiết cho mắt. Giờ thì đây mình thấy cái thuốc nhỏ mắt với cái dung dịch rửa mắt nó sẽ khác ngay chỗ nào. Thứ nhất, dung dịch rửa mắt là dung dịch, chỉ có được dung dịch thôi. Còn thuốc nhỏ mắt có thể là dung dịch và thể là hỗn hợp thể chất tán trong lỏng mắt. Thứ hai, trong thuốc nhỏ mắt sẽ có dược chất, thuốc mắt sẽ có dược chất dùng để phòng bệnh, điều trị bệnh hoặc là chẩn đoán bệnh. Còn trong dung dịch rửa mắt nó gần như không có dược chất, nó không để điều trị bệnh gì hết á, nó chỉ là rửa mắt thôi, được chưa? Cho nên là hai cái này nó khác nhau.
dù trước đây mình cứ nghĩ là thuốc nhỏ mắt thôi, nhưng mà cái này được gọi là dung dịch rửa mắt. Loại thứ ba là thuốc mở ta mắt. Thì thuốc mở ta mắt thì nó cũng có dược chất, cũng vô khuẩn, cũng dùng để điều trị bệnh ở mắt, nhưng mà nó là dạng thuốc mềm. Chứ thuốc nhỏ mắt á, là dạng thuốc lỏng, còn thuốc mở ta mắt là dạng thuốc mềm. Thành phần cũng sẽ có dược chất. Rồi loại thứ tư, kính áp tròng. Thì kính áp tròng là một cấu kính mỏng, làm từ chất dẻo, tông mặt sau để khớp vừa với giác mạc. Thì kính áp tròng á, mục đích thì ngoài cái việc mà dùng điều chỉnh thị lực ở mắt thì còn để làm đẹp, và ngoài ra là dùng điều trị một số bệnh mắt. Ít chủ yếu bây giờ ta đeo kính áp tròng để làm đẹp thôi. Và thứ năm là hệ điều trị đặt ở mắt, thì nó có cái dạng hình đĩa mỏng bên đây, dây đây, tập này. Tức là thay vì á, mình dùng thuốc nhỏ mắt á, thì mình phải cách bao giờ gì đó nhỏ một lần, ví dụ như vậy. Thì còn khi mà sử dụng cái hệ điều trị ở mắt thì mình đặt vài luôn, thì nó có thể có tác dụng trong khoảng một ngày luôn, mình không phải nhỏ nhiều đâu, và nó rất là mỏng. Vì nó rất là mỏng mà phải chứa được cái lượng dược chất để có đủ tác dụng trong vòng một ngày chẳng hạn, thì cho nên là cái việc bào chế của nó là rất tạp, rất phức tạp. Cái cuối cùng là hệ điều trị có cấu tạo vi tiểu phân, thì nó cũng tương tự giống như là cái hệ điều trị đặt tại mắt á, nhưng mà nó có khác là gì? Nó dược chất sẽ được bào chế dưới dạng vi cầu hoặc vi nang, tức là ở mức độ nano á, rồi nó sẽ giải phóng đều đặn và kéo dài. Tức là khi mình đặt cái hệ điều trị này vào á, là cứ sau ví dụ sau khoảng 1 giờ thì nó sẽ nhả ra bao nhiêu dược chất đó, tiếp theo giờ thứ hai nó sẽ nhả bao nhiêu dược chất đó. Thì cái này chắc cái loại thuốc các cái dạng bào chế mà dùng tại chỗ cho mắt á, thì cái phần này mà phải nắm được là vị trí mà tại, tức là có mấy dạng bào chế sử dụng tại chỗ cho mắt là có 6 dạng. Thì cái thứ hai là phân biệt được thuốc nhỏ mắt, dung dịch rửa mắt và thuốc mở ta mắt nó khác nhau ở chỗ nào. Thì chưa, còn ba cái còn lại thì chỉ yêu cầu em nắm cái tên là được rồi, mình biết là có cái loại đó được rồi. Thế nào, rồi về một số đặc điểm sinh lý của mắt mà nó sẽ liên quan đến sự hấp thu dược chất từ thuốc nhỏ mắt, thì mình sẽ quan tâm đến ba cái vị trí, ba cái đặc điểm, đó là về tuyến nước mắt, kết mạc và giác mạc. Đầu tiên là cái tuyến nước mắt. Thì á, là tại mắt mình nó luôn luôn ướt. Vì sao? Vì nước mắt nó sẽ tiết ra liên tục, tiết ra liên tục, mình có làm gì nó vẫn tiết ra liên tục, và ở mức độ bình thường á là tốc độ 1 microlit một phút. Và nó tiết ra thì cái phần cứ mỗi lần mình chớp mắt á, mỗi lần mình chớp mắt thì cái phần nước mắt còn dư á, nó sẽ rút vào cái ống lệ ở đây. Rút vào ống lệ ở đây đó. Và đối với cái việc hấp thu dược chất từ thuốc nhỏ mắt, thì nước mắt nó sẽ tăng hấp thu hay là giảm hấp thu? Tăng hay giảm này? Giảm chưa? Thì ngay từ đầu nói rồi, và cái nước mắt này này nó sẽ pha loãng dược chất ra, tức là nó làm giảm nồng độ dược chất tại mắt, là nhỏ hấp thu. Hoặc là gì nữa, nó sẽ đẩy luôn, giống như là khi mình nhỏ thuốc nhỏ mắt vào mắt á, thì lúc nào nó cũng phải trào ra ngoài một ít thấy. Được chưa? Nó là đầu tiên mình cũng có gì biết, hệ thống nước mắt sẽ làm giảm hấp thu dược chất từ thuốc nhỏ mắt. Đó, cái thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai là kết mạc. Kết mạc là niêm mạc nối liền mi mắt và giác mạc, được chưa? Là chỗ môn này.
cho nó liền bị mắc và chết. Tại vị trí này nó có nhiều mạch máu và là một màng có tính thấm tốt đối với nhiều dược chất. Nhưng mà nếu mà dược chất mà hấp thu qua kết mạc thì nó sẽ đi vào tuần hoàn. Cho vì sao? Vì kết mạc là nó có mạch máu, mà khi mà dược chất mà thấm vào được mạch máu thì nó đi đâu? Nó đi vào tuần hoàn chung. Chứ mà khi nó đi vào tuần hoàn chung thì nó có thể gây ra các tác dụng phụ. Chứ ngoài ra gì? Mình muốn dược chất có tác dụng tại mắt thôi, nhưng mà nó lại hấp thu nó đi được không? Con cậu trắng đi mẹ đang dạy này, tìm cái lớp 42 nhắn của họ lên không, nhắn của Uyên á. Thì nói về đó, con cô học online nó không vào lớp được. Ở lại là khi mà mình dùng thuốc tại mắt á, là mình muốn nó có tác dụng tại các cái bộ phận của mắt. Nhưng mà nếu như dược chất được hấp thu vào các cái mạch máu tại vùng kết mạc này thì nó sẽ vào tuần hoàn chung. Vậy thì một phần dược chất nó đi vào tuần hoàn chung rồi thì cái phần dược chất còn lại tại mắt mà nó sẽ bị giảm xuống, thì dễ sẽ dẫn đến là gì? Giảm sinh khả dụng. Được chưa? Vậy thì đối với việc hấp thu dược chất từ thuốc nhắm mắt, kết mạc là một yếu tố làm tăng hay làm giảm? Cả hai. Được chưa? Đối với những cái dược chất mà nó có khả năng hấp thu tốt, tức là những chất mà có thể tan rất là tốt vào trong cái một cái lượng nhỏ dịch nước mắt mà nó thấm vào trong mạch máu tại kết mạc và bọn chung á, thì nó sẽ làm giảm hấp thu. Còn lại những cái vị trí khác, nó còn là những loại dược chất khác thì nó vẫn hấp thu bình thường. Cái yếu tố thứ ba là giác mạc. Thì giác mạc lại là hàng rào chính gây ra sự cản trở sự hấp thu dược chất vào mắt. Vì cái giác mạc này nó giống như là cái màng bảo vệ á, mà thông thường cái gì cũng gọi là nó có cái gì lạ vào nó đều nhận diện là cái nhân tố lạ nó đẩy ra hết. Ngoài ra thì cái giác mạc này nó có gồm có ba lớp mô là biểu mô và nội mô thì thân lipid, còn cái lớp nệm thì thân nước. Nghĩa là gì? Là cái giác mạc này nó sẽ gồm ba lớp. Lớp đầu tiên là biểu mô thân lipid, tiếp theo lớp đệm thân nước, cái tiếp theo lớp nội mô lại thân lipid. Nó xen kẽ là thân dầu, thân nước, thân dầu. Cho nên là dược chất mà muốn đi qua được cái giác mạc này á, lại là vừa có tính thân nước và vừa có tính thân dầu. Nhưng mà cái số giác nó ít lắm. Cho nên là giác mạc cũng là cái hàng rào gây ra sự cản trở dược chất hấp vào mắt. Thì qua ba cái yếu tố của mắt liên quan đến sự hấp thu dược chất từ thuốc từ mắt thì mình thấy gì? Nước mắt làm giảm hấp thu. Đúng chưa? Kết mạc thì làm giảm hấp thu, giác mạc là lại là hàng rào chính gây ra sự cản trở hấp thu. Cho nên sức khả dụng của thuốc nhỏ mắt nó rất thấp, rất thấp. Em dự đoán thử là sinh khả dụng của thuốc nhỏ mắt là khoảng bao nhiêu phần trăm? Xin lỗi em tí nha, tụi cô ra cô giải quyết sự cố cho con cô đã.
10%. Ở khi mấy bạn mà trả lời câu hỏi vào trong cái chỗ hộp chat á, mấy bạn gửi cho mọi người đó, để cho các bạn khác thấy nữa chứ, gửi cho cô không làm gì. Sinh khả dụng của thuốc nhỏ mắt thông thường nó khoảng 1 đến 2%, nó cực kỳ thấp, thấp lắm, vì gần như không có cái gì mà có thể làm tăng hấp thu hết, toàn các yếu tố cản trở hấp thu thôi, cho nên sinh khả dụng của thuốc nhỏ mắt cực kỳ thấp. Rồi. Nội dung thứ hai là thành phần của thuốc nhỏ mắt. Thì ngay từ đầu mấy em đã học rồi là một dạng thuốc bất kỳ nó sẽ có bốn thành phần là dược chất, tá dược, bao bì và kỹ thuật bào chế, đúng chưa? Thì đối với thuốc nhỏ mắt cũng vậy, sẽ có dược chất, tá dược sẽ gồm có dung môi và các chất thêm vào thuốc nhỏ mắt, bao bì, và ngoài ra kỹ thuật bào chế thì mình sẽ học một phần kỹ thuật bào chế. Dược chất dùng để pha chế thuốc nhỏ mắt nó yêu cầu là phải có độ tinh khiết cao, nếu có thể giống như dược chất thì nếu như có thể thì dùng cái loại mà dùng để pha tiêm á. Vì sao? Cái dược chất hoặc là các hóa chất nói chung á, nó có rất là nhiều loại, đúng chưa? Ví dụ giống như là mình mua đồ bình thường thôi, cái gì nè, ví dụ tinh bột nghệ đi, nha, có loại vài loại vài trăm ngàn một ký, rất là nhiều giá, thì nó khác nhau chỗ nào? Nó khác nhau là tinh khiết thôi. Do thì dược chất của mình cũng vậy, nó có rất là nhiều loại và mỗi loại nó sẽ có một cái tiêu chuẩn nhất định, nó sẽ có các cái tiêu chí chất lượng nhất định. Ví dụ như nó đơn nhất là natri clorid thôi, nha, natri clorid mà dùng, natri clorid mà dùng để mình học, mình định tính định lượng á, thì nó chất lượng nó khác. Rồi cái natri clorid mà dùng để pha nước muối súc miệng bình thường á, nha, thì chất lượng nó khác. Còn cái natri clorid mà dùng để pha thuốc tim thì nó lại khác nữa. Người ta tùy theo mục đích người ta làm cái gì mà người ta sử dụng các cái loại dược chất có cái tiêu chuẩn chất lượng nữa. Và để pha chế thuốc tim thì tốt nhất là mình nên dùng loại dược chất dùng để pha tim. Chưa? Tức là gì? Cái loại mỏ độ tinh khiết cao nhất ạ. Và thông thường rất là đắt. Về phân nhóm thì á, nó cái đặc trưng là cái này chỉ dùng tại mắt thôi, mà mắt á, thì nó chỉ có chừng đó vậy thôi, cho nên là dược chất để bào chế thuốc nhỏ mắt nó sẽ nằm trong 7 cái nhóm. Thứ nhất là các thuốc để điều trị nhiễm khuẩn, ví dụ như là gì, các loại kháng sinh, đúng chưa? Hai thái là gì, toramycin này, gentamicin này, gì nữa hả, chloramphenicol, một số loại sulfamic, được chưa? Tiếp theo các thuốc chống viêm tại chỗ thì hay gặp nhất là gì, dexamethasone hoặc là prednisolone. Các thuốc gây tê bề mặt ví dụ như lidocaine dùng để gây tê phẫu thuật hoặc là để soi mắt á. Các thuốc điều trị bệnh glaucoma ví dụ như là pilocarpine. Các thuốc giãn đồng tử ví dụ như là atropine. Giãn đồng tử là gì, người ta nhỏ vào trong mắt thì đồng tử nó giãn nở ra để người ta soi đáy mắt á. Bạn nào mà bị cận hay là hay có các vấn đề mắt thì biết cái này. Các vitamin, vitamin dùng để bổ sung vitamin cho mắt thì hay gặp nhất là các vitamin nhóm B, vitamin A, vitamin E, nó bị quá. Rồi cuối cùng là một cái số thuốc mà dùng để chẩn đoán. Vậy các cái nhóm thuốc này học đi thầy, được chưa? Học thuộc, quá, học thuộc các cái phân nhóm này, được chưa? Còn cái ví dụ thì mấy em học dược lý rồi, á lậu học hóa dược rồi, mình tự biết để mình tự cho ví dụ, được chưa? Rồi, đó, thì ở đây các cái slide sau sẽ có liệt kê một số nhóm thuốc tương ứng, thì mấy em có thể về tự xem trong slide.
về sẵn tiện nó sang Cuba này. Thì cách đây một vài năm, tờ là giữ cách đây một vài năm á, và bây giờ cũng vậy, các cái chỗ mà bán hàng online người ta quảng cáo cái sang Cuba này này, nhà hàng xách tay Nhật gì đó, hàng nội địa Nhật gì đó, là điều trị cận thị, nha, điều trị cận thị. Mà mình thấy này, hoặc trong này là gì, nó chỉ là vitamin thôi, cyanocobalamin là vitamin mấy, vitamin B mấy, B mấy nè, để mình à không sao nha, nó chỉ có duy nhất vitamin B12 thôi, thì nó sẽ làm sạch. Ví dụ như cái mùa học online này, mình phải sử dụng điện thoại nhiều, sử dụng máy tính nhiều, đúng chưa? Thì mình nên sử dụng cái thanh Cuba này nhỏ vào, thì nó sẽ rất là đỡ mỏi mắt, nó cung cấp vitamin B12, nó sẽ giảm mỏi mắt rất là nhiều nha. Nhưng mà nó có điều trị cận thị được hay không? Không có, nếu có thứ gì thì cận thị nó chỉ có đi mổ thôi, đi bắn laser gì đó. Nếu như có thuốc mà để điều trị cận thị thì họ không có đi mổ gì mất công hết trơn, đúng chưa? Mà cực kỳ nhiều, thậm chí bạn của cô nó cũng quảng cáo là mình thấy chướng mắt quá đi, mình nói thì sao nó không có bạn bè gì hết. Mà đúng, cái gì mình thì đúng mà thôi, nhưng mà mình quảng cáo đúng, ai quảng cáo cũng là hay nói tốt về sản phẩm hết á, nhưng mà chỉ đúng mà thôi. Nó vì không phải ai cũng biết là cái này nó không chữa nhỏ mắt được, nó không chữa cận thị được. Nhưng nếu như có cái thuốc gì mà chữa cận thị được á thì cô đã dùng rồi. Hoặc mấy bạn mà bị cận thị là biết đúng không, nó khổ lắm, đặc biệt là chi trời mưa đeo kính thì mờ, mà không đeo kính cũng mờ, đúng là nó khổ đủ đường hết á. Mặc dù đeo kính ở nhìn có vẻ tính thức, nhưng mà nắng á, trời nắng á, thì không có đeo kính mát được, đừng có thấy đường đâu. Trời mưa á, thì đeo kính á, thì nước mưa nó dính vào kính không thấy đường, mà mở kính ra cũng không thấy đường luôn, nó khổ đủ kiểu hết trơn á, đúng không? Cho nên là nếu như mà không biết có lộn chạm ai không, không biết, mà nếu như có ai đó mà vì thấy sinh viên kinh doanh online cũng nhiều lắm, có bán mấy cái thứ này, mà nếu như có cái dòng là điều trị cận thị vân vân, làm ơn xóa giùm đi, được chưa? Người ta không biết thì kệ, nhưng mà mình đã học mà mình vẫn để cái này điều trị cận thị đang có, nhưng phải coi dùng thường xuyên vì suốt ngày phải nhìn laptop này, nhìn dùng thường xuyên mà nó vẫn cận, chỉ có gì nó đỡ tăng độ hơn thôi. Ví dụ như bình thường mỗi năm nó sẽ tăng lên 0,5, mà một năm gần đây, một năm này là vì dạy online nhiều, dùng laptop Mẹ! nhiều, cho nên là dùng thường xuyên luôn, thì thấy là nó đỡ tăng độ, đỡ mỏi mắt hơn thôi. Được. Mà cái này á, ở mua cái hàng bán tại các nhà thuốc á, nó khoảng 60-70 ngàn một lọ thôi. Còn cái hàng mà họ quảng cáo là hàng nội địa Nhật á, hơi trăm mấy ngàn lận, mà họ chắc nó cũng có chừng này thôi, đúng không? Nên là gì làm giàu cho mất cho bán online, chứ đây nhà thuốc còn mua thôi, trên y nhau không có khác gì đâu. Rồi, đó là dược chất dùng để pha thuốc nhỏ mắt. Cái thứ hai là dung môi, thì dung môi để pha thuốc nhỏ mắt chủ yếu là nước cốt, đừng biết rồi, nước nó rất là tương thích, nước cốt nó rất là tương thích với cái cơ thể. Và nước cốt thì phải đảm bảo cái tiêu chuẩn nước dùng để pha tiêm trong dược chỉ 1.1. Ngoài ra trước đây á, thì còn có sử dụng nhập thực vật, thì các cái loại dầu mà dùng để pha thuốc nhuộm mắt á, nó phải đáp ứng là nó phải chặn lỏng ở nhiệt độ thường, vì á có một số loại dầu ví dụ ngày trời mà tầm khoảng 2 mấy độ là nó đông lại, nó chuyển dạng nắng á, thì không được dùng, được chưa? Các cái loại dầu mà dùng để pha chế thuốc tiêm hoặc thuốc nhỏ mắt là nó phải có dạng lỏng ở nhiệt độ bình thường, nhiệt độ thường tức là 25 độ á. Ngoài ra nó không gây kích ứng mắt, và hay dùng nhất là nhập khẩu dầu. Mà bây giờ gần như không thấy thuốc nhỏ mắt mà có sử dụng dung môi là dầu, toàn bộ họ sử dụng nước đấy, chưa?
Rồi, tiếp theo là các chất khác thì thực tế trong cái bài thuốc trợ bắp này, cái này mới là cái mình cần phải học. Được chưa? Bình dung môn gì có nước không? Mới tiên học hết. Dược chất thì có chừng nó làm tác dụng thôi. Và dược chất thì mình đã được học ở dược lý rồi, học ở hóa dược rồi. Chứ còn cái này là mình phải học này. Thì ngay từ đầu mình đã nói là thuốc trợ bắp nó có sinh hạ dụng rất là thấp. Thấp. Cho nên là người ta phải tìm cách thêm vào trong thuốc trợ bắp những cái thành phần khác để thứ nhất là để đảm bảo độ vô khuẩn mình ạ. Thì thuốc trợ bắp là một cái thuốc vô khuẩn, thì phải thêm các cái nhóm chất để đảm bảo độ vô khuẩn thuốc trợ bắp. Thứ hai là nói gì ta? Thứ hai là thêm các cái nhóm để làm gì? Để hạn chế thủy phân dược chất này, giúp cho dược chất ổn định này. Được chưa? Rồi các cái nhóm chất được thêm vào để làm giảm kích ứng mắt, vân vân. Thì trong các cái nhóm thuốc, nhóm phụ, nhóm chất các cái 6 nhóm. Đầu tiên là các sát khuẩn. Rồi là chất điều chỉnh pH, chất chống oxy hóa, chất loãng xương, chất làm tăng độ nhớ và chất hoạt động bề mặt. Được chưa? Vậy thì cách học của mình là như thế nào? Nếu như em đã lật sách ra rồi, mình thấy nó biết gì à, dài ghê lắm. Cho thì cách học của mình là gì? Thứ nhất, cứ mẫu nhóm chất này thì cái đầu tiên mình phải biết là mục đích sử dụng nó làm gì. Chứ chất sát khuẩn để làm gì? Chất điều chỉnh pH để làm gì? Đó là mục đích sử dụng. Cái thứ hai là yêu cầu của cái nhóm chất đó. Thì trong 6 nhóm này này, chỉ có chất sát khuẩn là người ta có đưa ra yêu cầu của chất sát khuẩn trong thuốc nhỏ mắt. Tức là muốn làm chất sát khuẩn cho thuốc nhỏ mắt thì các cái chất đó nó phải đạt những yêu cầu nào. Được chưa? Rồi, cái thứ ba cần học nữa là gì? Một số cái ví dụ, tức là chất sát khuẩn là có những chất nào? Kể tay ra, vài cái thôi. Được chưa? Đó là cách học. Đầu tiên, chất sát khuẩn. Thì mục đích của chất sát khuẩn là gì? Mục đích của chất sát khuẩn là đề phòng nguy cơ thuốc nhỏ mắt bị nhiễm vi khuẩn từ môi trường sau mỗi lần nhỏ thuốc. Bị nhiễm vi khuẩn thì nó mất chữ thầy. Mục đích sử dụng chất sát khuẩn là để đề phòng nguy cơ thuốc nhỏ mắt bị nhiễm vi khuẩn từ môi trường sau mỗi lần nhỏ thuốc. Có nghĩa là chất sát khuẩn có sẵn trong thuốc sẽ tiêu diệt ngay vi sinh vật ngẫu nhiên rơi vào thuốc sau mỗi lần nhỏ. Rồi, dừng ở đây. Vậy thì đây á là vì thuốc nhỏ mắt là một dạng thuốc vô khuẩn, tức là khi nó còn trong nguyên lọ mình chưa mở ra gì hết á là nó vô khuẩn, đúng chưa? Nhưng mà phát sinh từ cái việc sử dụng thuốc nhỏ mắt là một lọ thuốc nhỏ mắt đó, không bao giờ mình dùng một lần vẫn thấy tiếp, đúng chưa? Một lọ thuốc nhỏ mắt như vậy đó là dùng rất là nhiều lần, đúng chưa? Mà cứ không mình có sạch không? Không, môi trường mình đặc biệt bây giờ lại càng không sạch, đúng chưa? Cho nên là cứ mỗi lần mình mở cái nắp ra để mình nhỏ thì có nguy cơ vi khuẩn từ trong môi trường, từ trong không khí sẽ nhiễm vào trong thuốc nhỏ mắt. Thì cái nào? Vậy thì nếu như trong thuốc nhỏ mắt không có chất sát khuẩn thì cái con vi khuẩn nó lọc vào, nó sinh sôi nó thoát ra thì thuốc nhỏ mắt không còn vô khuẩn nữa. Thì cái nào? Mà vì sao thuốc nhỏ mắt phải vô khuẩn? Người ta dùng trực tiếp tại mắt, nó có thứ gì bảo vệ không? Gần như là không. Tức là ví dụ như thuốc bôi ngoài da nó có lỡ vô khuẩn cũng không sao, là bình thường da mình cũng đầy vi khuẩn, đúng không? Thuốc uống, da thuốc uống, thuốc nước, thuốc viên mà lỡ như cái nó bị nhiễm khuẩn thì cũng không sao, vì sao? Trong người mình cũng đầy vi khuẩn. Nhưng mà tại mắt là một cơ quan cực kỳ nhạy cảm mà nó không có thứ gì bảo vệ hết trơn á, gần như không có. Nó, trong nước mắt nó chỉ có một cái enzyme là lysozyme. Nó bình thường, ở trạng thái bình thường nó sẽ giúp cho mắt mình tránh được một số cái tác nhân nhiễm khuẩn nhẹ thôi. Nhưng mà một khi mắt đã bị nhiễm khuẩn rồi
thì cái lysozyme nó không còn tác dụng gì nữa hết á, đúng chưa? Mà thuốc xin lỗi ông, ví dụ như mình bị đỏ mắt đi, người viêm kết mạc, viêm giác mạc gì đó, hoặc một cái bệnh lý gì đó tại mắt là mắt nó đã bị yếu đi rồi, nhưng mà mình nhỏ thuốc vào mắt mà nó còn không vô khuẩn nữa thì có thể gây cơ bộ nhiễm này, đúng chưa? Cho nên là trong thuốc nhà bác nó sẽ có sẵn các sát khuẩn trong đó, để khi mà người ta mở nắp ra người ta sử dụng, vô tình một con vi khuẩn nó lọt vào, được chưa? Thì nó sẽ diệt, bị tiêu diệt ngay, nó không cho phát triển nữa, được chưa? Nó khác là gì? Vì có thể có một số người hỏi là thuốc nhỏ mắt là dạng thuốc vô khuẩn, tức là trong khi sản xuất, trong khi pha chế nó đã đáp ứng được các yêu cầu vô khuẩn rồi thì thêm các sát khuẩn làm gì, được chưa? Thì đây nó chỉ là nói thêm là vì thực tế thì xuất phát từ cái cách sử dụng là một lọ thuốc nhỏ mắt phải dùng rất là nhiều lần, được chưa? Nó phải tiếp xúc với môi trường, thậm chí là gì, mình nhỏ thuốc là cái đầu của cái lọ đó còn dính vào mắt mình nữa mà, đúng không? Thì nó có nguy cơ bị nhiễm khuẩn, mà mình có biết được không? Đảo thái, mình đảo thái được vi khuẩn rớt vô trong mỏng nhà mắt đâu, mình đảo thái được, được chưa? Anh đây là sẽ luôn luôn có sẵn chất sát khuẩn để giữ cho cái lọ thuốc đó nó luôn luôn vô khuẩn trong quá trình sử dụng, được chưa nào? Mình học mà hiểu bản chất như vậy. Rồi tiếp theo nữa là mặc dù đã có thêm chất sát khuẩn nhưng cũng không nên dùng thuốc sau khi đã mở nắp một tuần vì lượng chất sát khuẩn trong lọ là giới hạn. Đây, thì á, lúc trước á, là một tuần thôi, còn bây giờ với một số cái nhà sản xuất mà cái công nghệ của họ tốt á, thì có thể dùng trong khoảng một tuần đến một tháng sau khi mở nắp. Vì sao? Em hình dung mình cái lượng chất sát khuẩn á, là mình cho vô, ví dụ như mình cho là 10 cái thằng chất sát khuẩn một trong lọ thuốc nhỏ mắt của mình, đúng chưa? Thế là mình mở ra mình dùng cái một con vi khuẩn lọt vào thì một phần chất sát khuẩn mất đi, vì nó đi diệt cái con vi khuẩn kia rồi thì nó mất đi, đúng chưa? Ví dụ như còn từ 10 thì còn khoảng 8-9 chất sát khuẩn thôi, cứ tiếp tục mình mở nắp ra mình sử dụng lần thứ hai lại có một con vi khuẩn lọt vào thì lại mất một phần chất sát khuẩn để diệt con vi khuẩn đó, đúng chưa? Cho nên là gì, sau khi một thời gian thì chất sát khuẩn nó không còn hiệu lực nữa, mà khi chất sát khuẩn nó không còn hiệu lực nữa thì cái lọ thuốc chặn mắt đó không còn đảm bảo vô khuẩn nữa, khi sử dụng có thể gây ra các nguy cơ nhiễm khuẩn, được chưa? Cho nên tên tất cả các cái lọ thuốc chặn mắt họ đều có cái lưu ý là dùng sau khi mở nắp bao nhiêu đó, có nghĩa là gì, dùng một tuần, một tháng gì đó bất đi, không được nữa, được chưa? Thì cái này là một cái mà mình phải tư vấn cho người dùng. Ví dụ sau này phần lớn mà mình sẽ đi bán thuốc cho mình sẽ làm việc tại các nhà thuốc, nó bán thuốc này nó không có sai, đi làm việc tại các nhà thuốc, được chưa? Thì nhiệm vụ của mình là phải tư vấn, mình học rõ ràng mà mình phải tư vấn, được chưa? Nhưng mà ở thành phố thì về họ sẽ nghe, nhưng mà ví dụ như ở những cái vùng mà xa xa, những cái vùng mà người dân họ còn nghèo quá, đối với họ mà biểu họ vứt đi trong khi dùng chưa hết mà họ vứt đi là họ chịu, lúc đó họ có nghĩ ra cái vấn đề là tới lúc đó là thuốc nó không còn vô khuẩn gì, họ đâu có biết, mà họ sẽ nghĩ là gì, em tâm lý người mua họ sẽ nghĩ là gì, gì mà giờ mới vô lớp này, 7:53 là vô chi nữa. Chứ lần tư vấn cũng nghĩ là nói rứa để lần sau bệnh mà ra mua thêm khác chứ. Chứ học mất đi thì mình bán cho ai? Chuyện bình thường mà, chuyện bình thường, đúng không? Vậy thì câu chuyện sau đó là gì? Họ sẽ không mất, họ sẽ không mất thì vô tình
một thời gian sau đi, một thời gian sau thì họ bệnh lại, hoặc là trong người nhà của họ có ai cũng bị kiểu như vậy. Cái bệnh hay gặp nhất là đau mắt đỏ thôi gì đâu, nhân họ sẽ tìm cái lọ thuốc đó ra họ dùng. Thì vấn đề gì xảy ra? Thứ nhất, đối với những loại thuốc mà tốt tốt á, hoặc là các loại kháng sinh chẳng hạn, thì bản chất kháng sinh cũng là một chất sát khuẩn mà, đúng chưa? Thì không có tới mức là cần bị nhiễm khuẩn đâu, nhưng mà phần thuốc kháng, một phần cái dược chất của mình là kháng sinh á, đã bị mất đi để tiêu diệt vi khuẩn rồi, cho nên nó còn đủ cái hiệu lực để điều trị bệnh không, nó sẽ giảm xuống. Vì cái sau khi hết chất sát khuẩn rồi, mà ví dụ như là trong cái thuốc của mình là thuốc nhuộm mắt kháng sinh đi, đúng chưa, thì cái kháng sinh đó nó sẽ đi ra nó diệt vi khuẩn. Thì nhiệm vụ của nó mà nó thấy vi khuẩn nó diệt thôi, chứ nó đâu biết là nó đang ở trong lọ hay nó ở trong mắt mình đâu. Thế mới là thì một pha kháng sinh sẽ bị giảm xuống, tức là gì, nồng độ kháng sinh bị giảm xuống. Thì khi người ta dùng thì sao, không thấy đỡ hoặc là lâu đỡ hơn. Đó là trường hợp khả quan. Trường hợp thứ hai là cái lọ thuốc nó đã bị nhiễm khuẩn độc, thì khi sử dụng sẽ bị chi, bọn nhiễm này. Nếu như mà họ lúc đó họ nghĩ do họ không, không, họ nghĩ là do chi, bán thuốc dỗ, cái chuyện bình thường. Nhưng mà thì cái vấn đề là gì, mình nên tư vấn hay không nên tư vấn? Đúng nha, thì nhiệm vụ của mình tư vấn là vẫn phải tư vấn, còn nghe hay không là việc của họ. Mình vẫn phải tư vấn kiểu như mà làm một cái quy trình luôn á, là bất kỳ khách nào thuốc nhỏ mắt mình cũng tư vấn đầu, cho nên sau này họ đang nó bắt đèn cho không lúc đó tôi tư vấn đầu thì cho mà nó hình thành từ một thói quen kia, cái gì không làm nói nữa, cái nào là tất sau họ bắt đèn của cái người nên mình có tư vấn cho họ không hay ta, mình cũng mệt lắm. Cho nên là cứ hình thành giống như là một cái quy trình chuẩn á, cứ bán là chắc chắn là có tư vấn đầu chứ. Để sử dụng làm chất sát khuẩn trong thuốc nhuộm mắt thì các cái chất đó nó phải đáp ứng các cái yêu cầu sau đây, tức là có rất nhiều chất sát khuẩn, nhưng mà để lựa chọn đưa vào trong công thức thuốc nhuộm mắt thì nó phải đáp ứng các yêu cầu sau. Thứ nhất, đầu tiên hết là phải có phổ sát khuẩn rộng, tác dụng tốt đối với trực khuẩn mủ xanh. Chưa? Vì cái con trực khuẩn này là cái nhân lớn nhất gây mù, cho nên là bắt buộc cái chất sát khuẩn đó phải có tác dụng tốt đối với trực khuẩn mủ xanh. Tiếp theo là có hoạt tính ổn định, cho tức là nó vẫn giữ nguyên được cái hoạt tính kháng sát khuẩn của nó trong quá trình thấp, trong quá trình bảo quản thấp để trực khuẩn đó, bảo quản sử dụng có tác dụng diệt khuẩn nhanh, chứ để làm gì, diệt ngay vi sinh vật vô tình lọt vào, không độc, không dị ứng, không gây kích ứng, không tương kỵ với các thành phần khác, hoặc là tốt trong vi mô và bền vững về mặt hóa học và bí mật. Thì đặc trưng là ba cái yếu tố này, ba cái yếu tố này đặc trưng cho thuốc tạo mắt. Còn những cái yếu cầu sau này á thì thực tế là cái tái dược nào nó cũng yêu cầu ấy, không riêng thuốc tạo mắt là tất cả các loại yêu cầu là tập ứng, không tương kỵ, bền vững, vân vân. Cái phần này học thuộc phải. Tiếp theo là một số chất sát khuẩn nó tác dụng tốt đối với trực khuẩn mủ xanh, nó có tác dụng diệt khuẩn nhanh và mạnh, và nó bền vững trong khoảng pH rộng. Mà ngoài ra cái benzan conium của này nó bản chất là một chất diệt khuẩn. Cái benzan conium clorid này ngoài việc nó là một chất sát khuẩn thì bản chất hóa học của nó là một chất diệt khuẩn. Và chất diệt khuẩn sẽ làm gì, làm tăng độ tan của dược chất này, được chưa, làm tăng hấp thu dược chất vào trong mắt này, cho nên người ta rất hay sử dụng cái này. Tiếp theo BNI và BMN thì cái này thực tế bây giờ người ta không dùng nữa, vì sao, nó có chứa thủy ngân, cái này này, cái mercury này và thủy ngân á, được chưa, thì dùng lâu ngày dễ bị tận thủy ngân ở mắt, cho nên bây giờ thực tế người ta ít khi sử dụng. Tiếp theo thimerosal thì nó chỉ thua có thằng benzan conium clorid thôi, chứ ngoài ra là họ cũng không tốt. Rồi chlorothalonil này, anconphenyl ethylic này, chlorhexidine acetate và các paraben. Bây giờ paraben là cấm sử dụng rồi, không dùng được nữa rồi, được chưa? Thì các
cái cách sát khuẩn này này không yêu cầu em phải học hết các cái đặc điểm và các cái nồng độ sử dụng, không cần. Học cái gì, học cái gì nhớ thật ngang tay, để lỡ như yêu cầu ra cái gì thì chưa, ít nhất là nhớ cho cô 5 cái tên. Cái thứ hai về đặc điểm thì học đặc điểm của thằng này, benzoyl cholinesterase và thimerosal. Vì sao mình sẽ cần phải cái phân tích công thức, đúng chưa? Mà trong các công thức thuốc nhỏ mắt mà hay cho mấy em phân tích á, nó hay có hai thằng này chưa, thì học để mà phân tích, còn những cái khác chỉ cần nhớ tên thôi, được chưa? Nó dạy mà chỉ cho chỗ học mà không học nữa thì thôi đó. Không biết rớt môn này được không? Không đi không được. Nếu như rớt môn này thì thông thường làm em ra trường ít nhất một học kỳ, ít nhất một kỳ. Dạ có hả? Giờ sẽ được đóng cửa lại. Nha. Cứ cả mẹ cả con cùng làm, cùng cùng sử dụng rồi tiếng cũng lát. Vì con cô học đó là cô mà kia bắt bật camera lên là mạng nó cứ giật giật, được chưa? Nổi giật hơn chưa? Nói mạng lát được rồi. Nói cô nói giật giật nghe ghê rồi. Đâu. Thì nói luôn để mà lo mà học. Nếu như mà rớt môn này á thì thông thường mình sẽ bị ra trường trễ nhất một ít nhất một học kỳ. Ít nhất một học kỳ. Vì bào chế một là tiên quyết cho công nghệ sản xuất dược phẩm một. Công nghệ sản xuất dược phẩm một là tiên quyết cho công nghệ sản xuất dược phẩm 2. Mà học xong công nghệ sản xuất dược phẩm 2 mới được ra trường, được chưa? Cho nên là cố gắng mà học, đừng có để rớt cái môn này. Và cái kỷ lục mà người mà học môn này nhiều nhất là có một bạn, thì bạn đó là vì bạn đó bị, bạn đó là sao này, từ K19 á mà cô nhớ là học 5 6 lần chứ đó, chưa qua được môn đi. Mà không phải do bạn, vì bạn bị tai nạn á, bị chấn thương sọ não, nhưng mà vẫn cố gắng để quay lại để học mà mấy năm qua mà từ cô không biết qua chưa nữa. Đó là bạn thôi, thôi trường hợp ngoại lệ không nói, còn những người bình thường không có lý do gì hết á, mà học cái môn này không qua là một người học lần thứ tư mới qua, tức là rớt 3 lần lần thứ tư mới qua, là K19 mà đi mới ra từ năm ngoái thôi. Năm mới là K, năm mới là K22, cho thì K19 ra từ K22 trễ mất mấy năm đó. Nhưng học đi học là học tới học luôn biết rồi đó. Cho nên là cố gắng mà học đi để rớt, được chưa? Bây giờ thi online thì cũng đỡ hơn rồi, nhưng mà vẫn có người rớt, chắc phải không rớt. Rồi, chưa? Thì cho nên là vì á, nếu như mà mấy em không biết cách học á, thì cái môn này nó nhiều lắm, nó mênh mông, nó bao la lắm. Cho nên là trong những bài cô dạy, cô luôn cố gắng chỉ cho học ở chỗ đó đó. Thì giờ thì nhớ mình ghi lại mà học, đừng chỉ cho đám không học như thôi chị. Rồi, tóm lại, cách sát khuẩn thứ nhất, mục đích của nó là làm gì? Giữ cho thuốc nhỏ mắt luôn luôn vô khuẩn trong quá trình sử dụng. Tức là chất sát khuẩn có trong thuốc nhỏ mắt sẽ tiêu diệt ngay cái con, tiêu diệt vi sinh tự nhiên, chất sát khuẩn có sẵn trong thuốc nhỏ mắt sẽ diệt ngay vi sinh vật vô tình nhiễm vào trong quá trình sử dụng. Thứ hai học cái gì?
yêu cầu về chất sát khuẩn dùng trong cái mẫu mắt. Thứ ba là học 5 chất dùng làm chất sát khuẩn, trong đó benzalkonium chloride và thimerosal, thì học cái đặc điểm của nó, được chưa? Tiếp theo, nhóm thứ hai là chất điều chỉnh pH. Thì mục đích điều chỉnh pH trong thuốc nhỏ mắt để làm gì? Thứ nhất là giữ cho dược chất trong thuốc nhỏ mắt có độ ổn định cao nhất. Vì từ phần cơ mà học rồi là mỗi dược chất đó, nó sẽ bền trong một cái khoảng pH nhất định. Ví dụ vitamin C thì nó sẽ bền trong khoảng pH từ 4 đến 6. Và natri diclofenac nó sẽ bền trong pH từ 9 đến 11, vân vân. Được chưa? Thì đối với những dược chất mà nó kém bền quá đi thì mình sẽ điều chỉnh pH để cho nó có độ ổn định cao nhất, để cho cái nồng độ của nó tốt nhất. Một cái thứ hai là làm tăng độ tan của dược chất. Được chưa? Làm tăng dược chất thì cũng tương tự như vậy. Ví dụ như chloramphenicol nó sẽ tan tốt nhất ở pH từ 7 đến 7,4, tan nhiều nhất. Chỉ là đó thì mình sẽ điều chỉnh pH để làm tăng độ tan của dược chất. Một cái thứ ba là ít gây kích ứng nhất đối với mắt. Thì mình cũng đã biết rồi là gì, sinh thải dụng của thuốc nhỏ mắt nó rất là kém. Tức nghĩa là mà nó đã kém rồi, mình nhỏ bình thường á, mình nhỏ thuốc nhỏ mắt vào thì nước mắt nó đã làm rửa trôi dược chất trong thuốc nhỏ mắt rồi. Đúng chưa? Mà cái thuốc nhỏ mắt của mình mà nhỏ vô nó gây kích ứng nữa. Mà một khi mắt bị kích ứng nó sẽ làm gì? Tăng tiết nước mắt. Đúng chưa? Khi mà mắt bị kích ứng này nó sẽ tăng tiết nước mắt. Mà tăng tiết nước mắt thì sao? Lại làm gì? Đẩy dược chất ra. Làm cho dược chất nó nồng độ nó giảm xuống. Đúng chưa? Cho nên mình sẽ điều chỉnh pH của thuốc nhỏ mắt sao cho nó tương thích với pH của nước mắt. pH của nước mắt là từ 6,8 đến 7,4. Thì ra 6,4. Nhưng thực ra mắt của mình đó, nó có thể chịu được khoảng pH khoảng từ 5,8. Thì ra rất là tốt nhất ở đây. Nếu như không được thì nới hạn ta sẽ được. Được chưa? Rồi. Làm tăng khả năng hấp thu dược chất qua màng giác mạc. Và cuối cùng là làm tăng tác dụng dược khuẩn của chất sát khuẩn. Vì trong cái bảng chất sát khuẩn lúc nào thấy ví dụ như là đây, chloroquinol nó sẽ tốt trong môi trường pH nhỏ hơn. Được chưa? Thì thông qua việc mình điều chỉnh pH, mình có thể làm tăng hiệu lực của chất sát khuẩn. Chứ nào? Vậy thì trong các mục đích này, không phải lúc nào mình cũng phải điều chỉnh pH cho được đủ 5 mục đích, không phải. Được chưa? Có một số thuốc nhỏ mắt á, là độ tan nó tốt rồi thì mình không cần điều chỉnh pH để làm tăng độ tan của dược chất, mà mình chỉ cần điều chỉnh để làm gì? Ít kích ứng thôi. Được chưa? Hoặc là đối với một số dược chất nó bền rồi, mình không cần phải làm cho nó ổn định thì mình cũng ưu tiên là làm ít hay kích ứng. Vậy nào? Nhưng mà sẽ có những trường hợp mình phải lựa chọn. Ví dụ như có một cái dược chất nào đó, thì chứ là nó tan tốt ở pH là 4 đi. Nó 4 nó sai quá. Nó tan tốt ở pH 5. Đó, nó tan pH 5. Được chưa? Mà pH của thuốc nhỏ mắt tốt nhất là mấy? 6,8, 7,4. Đúng chưa? Rồi, vậy thì bây giờ mình chọn cái nào đây? Theo em mình chọn cái nào? Tức là ý của cô đang hỏi là gì? Là trong các cái mục đích để mình điều chỉnh pH này, trường hợp mà mình không phải lựa chọn thì phải rồi. Còn nếu như mình phải lựa chọn, mình ưu tiên một cái, vì các cái pH này nó khác nhau này, vì đâu phải dược chất nào nó cũng tan tốt ở pH 6,8, 7,4, cũng không phải nhiều chất nào nó cũng ổn định ở pH này, không, nhiều lúc mình phải lựa chọn. Được chưa? Thì trong những trường hợp mình phải lựa chọn như vậy thì mình sẽ ưu tiên cho mục đích nào trước? Ưu tiên nào trước?
Có bạn thì nói tàn tốt, kích kích ứng độ tàn, kích 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 ứng giảm kích ứng. Thì đại đa số là đều chọn là ít kích ứng. Vậy thì nếu như mình ưu tiên cái vấn đề ít kích ứng đâu với mắt yeah, thì mình nhỏ vô không kích ứng, nhưng mà cái nồng độ của dược chất nó không đủ để cho tác dụng điều trị thì nó không kích ứng, nó có ý nghĩa gì hay không? Hiểu không? Vậy ra mục đích là gì? Vì ra cái mỗi lần mình sử dụng thuốc giảm đó á, còn cái lượng dùng bệnh nhiều không? Không, một tới hai giọt không, thì phải làm sao đó trong một đến hai giọt đó nó có đủ dược chất để có tác dụng điều trị đấy mới nè. Chứ mà mình lấy mình ưu tiên với vấn đề cái kích ứng, nhỏ vô nó không kích ứng đúng, nhưng mà sao cũng không có đạt đủ đồng bộ để mà điều trị luôn thì nó có ý nghĩa gì đâu, đúng như nào. Cho nên ưu tiên là tăng độ tan của dược chất đó, cho nên cô bé màu đỏ này được chưa, mà ưu tiên tăng độ tan, còn những vấn đề khác thì mình sẽ có cách khắc phục. Thì ví dụ như là cái độ tan này, cái pH mà nó tan tốt nhất á, thì mắt mình vẫn chịu được chứ, hoặc là mình còn những nhóm chất khác nữa mà mình thêm vào, ví dụ mình thêm hệ đệm vào, cho mình thêm hệ đệm mình tức là hệ đệm nó sẽ giảm cái mức độ kích ứng đi vân vân, rồi mình thêm cái chất đẩn trương vân vân được chưa, nhưng mà mình vẫn phải ưu tiên cái vấn đề độ tàn trước thế nào. Rồi để điều chỉnh pH thì mình sẽ dùng một số cái dung dịch axit kiềm và các cái hệ đệm. Cái thứ nhất là dung dịch axit boric 1,9%. Thứ hai là hệ đệm boric borate. Thứ ba hệ đệm phosphate. Thứ tư hệ đệm citric citrate là các cái hệ đệm. Ngoài ra có thể dùng axit hydrochloric, axit sulfuric hoặc natri hydroxit để điều chỉnh pH. Được chưa? Thì cái này cũng chỉ cần mấy em học thuộc các cái tên thôi. Được chưa? Chứ cũng không cần phải học cụ thể là cái hệ đệm mà nó có cái gì, nó tạo pH bao nhiêu thì thôi. Được chưa? Nhóm thứ ba là các chất đẳng trường. Các chất đẳng trường được thêm vào trong công thức thuốc nhỏ mắt với mục đích làm đẳng trương thuốc nhỏ mắt với dịch nước mắt, giảm gây khó chịu cho mắt. Nha. Vì á, đối với các thuốc nhỏ mắt mà nó không đẳng trương, ví dụ như là nó quá ưu trương thì sẽ gây khô giác mạc. Nếu như nó quá nhược trương thì sẽ gây phù nề giác mạc. Nè, cho nên mình sẽ điều chỉnh ra thuốc nhỏ mắt nó đẳng trương với dịch nước mắt. Và cũng tương tự như trong chất sát khuẩn thì các chất dùng để đẳng trương không gây tương tị với các thành phần khác có trong công thức. Để đẳng trương thuốc nhỏ mắt hay dùng natri cloric, kali cloric, các muối và gluco hoặc là mannitol, đúng không? Để tính lực chất đẳng trương cần thêm vào thì mình sẽ có 5 cách tính. Thứ nhất là dựa vào áp suất thẩm thấu. Thứ hai là dựa vào độ hạ băng điểm. Thứ ba là dựa vào đương lượng natri cloric của dược chất. Thứ tư là dựa vào chỉ số thể tích đẳng trương của dược chất. Và thứ năm là dựa vào miligram lượng của dược chất. Thì ở cái phần này vì nó phức tạp và rắc rối lắm cho nên thôi sẽ không yêu cầu mang phải tính, chỉ cần mang biết cách tính, tức là mình muốn tính lượng chất đẳng trương thêm vào thì mình có những phương pháp nào, được chưa, học tay các phương pháp này thôi chứ còn sẽ không yêu cầu mang phải tính. Vậy là
Vậy là cái gì? Tiếp theo là nhóm chất chống oxy hóa. Thì mục đích chống oxy hóa để làm gì? Để bảo vệ dược chất, hạn chế đến mức nhất sự oxy hóa dược chất dưới tác động của chất oxy hóa. Nghĩa là gì? Là trường hợp ví dụ như vitamin C á, nó bị oxy hóa đúng không? Mà một khi á, mà dược chất đã bị oxy hóa thì nó sẽ bị phân, nó có thể tạo ra tạp chất, nó sẽ làm giảm nồng độ của dược chất, cho nên sẽ làm giảm tác dụng của thuốc. Vì vậy mình sẽ thêm các cái chất chống oxy hóa vào, thì chứ thì bản chất của chất oxy bản chất của các chất chống oxy hóa là gì? Là những chất nó rất dễ bị oxy hóa, thì chứ nó rất dễ bị oxy hóa, cho nên nếu như có tác nhân oxy hóa tác động vào thuốc thì cái thằng chất chống oxy hóa này nó sẽ bị oxy hóa, còn dược chất của mình sẽ bị bảo vệ. Thì mình sẽ cho một thằng yếu hơn cả thằng dược chất vào, nếu như có cái tác động gì vào cái thằng yếu hơn nó sẽ người là sẽ đưa ra đi trước, cái còn thằng dược chất vẫn sẽ còn ở lại. Đó là cái cơ chế của các chất chống oxy hóa, chứ cũng không có gì to ra hết. Các chất chống oxy hóa thường dùng như là các muối lưu huỳnh, natri sulfit, natri bisulfit hoặc natri metabisulfit, natri thiosulfat, tức là các cái muối lưu huỳnh đó. Rồi thường dùng phối hợp với dinatri etat. Cái dinatri etat này còn có tên gọi khác này, còn có tên gọi khác là a d t a. Thì bản chất cái dinatri etat này nó không phải là chất có tính oxy hóa yếu hơn cả dược chất, nó khác với những nhóm này, nó khác những nhóm này, mà bản chất của natri đất là nó có tác dụng khóa ion kim loại. Được chưa? Mà đây ion kim loại là tác nhân oxy hóa. Thì người ta hay phối hợp một chất chống oxy hóa cùng với đi natri etat. Chất chống oxy hóa này thì nó sẽ chịu đựng cái gốc như là các cái oxy gốc tự do ánh sáng, còn cái kim loại này sẽ bị thằng ETA này nó khóa lại thì nó không có hoạt động được nữa, thì nó sẽ không gây ra các phản ứng oxy hóa. Khi mà ETA nó gặp các ion kim loại nó sẽ tạo thành phức càng cua, hay còn gọi là phức chelate, phức càng cua, làm tự nhiên là bất hoạt các cái ion kim loại đi thì nó sẽ không gây ra oxy hóa. Ngoài ra người ta có thể sục khí nitơ vào dung dịch thuốc trước khi đóng lọ. Sục khí nitơ thì khí nitơ nó sẽ làm đẩy oxy ra, được chưa? Vì oxy cũng là một gốc tự do này, ở một tác nhân gây ra sự oxy hóa. Giờ rồi nói lại này, đối với các chất thường thêm vào với mục đích chống oxy hóa lúc nhỏ mắt, thì hai cái dòng này á là những chất có bản chất là những chất oxy hóa cực kỳ yếu, được chưa? Nó sẽ bị oxy hóa trước dược chất. Tiếp theo cái dinatri etat này nó sẽ khóa ion kim loại lại, không cho ion kim loại có khả năng khơi mào các phản ứng oxy hóa thử. Cuối cùng sục khí nitơ thì sẽ làm đẩy khí oxy ra, loại bỏ khí oxy ra, được chưa? Đó là cách để mà chống oxy hóa dược chất trong thuốc nhỏ mắt. Nhóm thứ năm là các chất làm tăng độ nhớ. Thì chất làm tăng độ được sử dụng với mục đích cản trở tốc độ rút và rửa trôi liều thuốc đã nhỏ vào mắt. Chưa? Thứ hai là kéo dài thời gian lưu ở vùng trước giác mạc. Chất thứ ba là tạo điều kiện cho dược chất hấp thu tốt hơn. Nghĩa là gì? Nghĩa thuốc nhà mắt mình nó nhớt hơn á, nó nhớt hơn thì cái thời gian nó bám tại mắt nó sẽ lâu hơn, đúng chưa? Nó lâu hơn thì sẽ tạo điều kiện cho dược chất hấp thu tốt hơn. Ngoài ra đối với hỗn dịch,
hỗn dịch thì mình chưa học, thì mình có hiểu, thể hiểu nôm na là hỗn là một cái dạng thuốc mà trong nhiều chất rắn không tan được phân tán vào trong chất lỏng. Ví dụ như mình lấy một một cho vào ly nước mình khuấy lên, được chưa? Đó, cái đó gọi là hỗn dịch đó. Thế nào, bây giờ tạm chấp nhận về thì bài đó mình chưa học. Rồi thì đối với các cái hỗn dịch thuốc nhỏ mắt á, thì khi mà mình thêm các chất làm tăng độ nhớt vào sẽ giúp cho dược chất phân tán đồng nhất và ổn định hơn. Nên đến bài hỗn dịch thì mình phải nhắc lại, còn bây giờ cứ tạm chấp nhận như vậy. À. Các chất làm tăng độ nhớt hay dùng thì sẽ liệt kê ở trên bảng đó. Thứ nhất là methyl cellulose thuộc cái nhóm dẫn chất cellulose. Thứ hai là hydroxypropyl methylene cellulose hay viết tắt là HPMC. Cái thứ ba ancolbuminic. Thứ tư bromelain glycol. Thứ năm ếch trăng, và cuối cùng là polyvinyl pyrrolidone hay còn viết tắt là BB. Số các cái nhóm này á hay sử dụng nhất là methyl cellulose và propylene glycol. Đặc biệt là cái propylene glycol đó, ngoài việc nó làm tăng độ nhớt của thuốc nhỏ mắt, nó còn làm tăng độ ổn định của thuốc nhỏ mắt, nó làm tăng độ tan của dược chất, nó hạn chế thủy phân chất, cho nên người ta rất hay sử dụng propylene glycol. Nhóm chất phụ cuối cùng là các chất hoạt động bề mặt. Thì chất hoạt động bề mặt hay còn gọi là các chất diện hoạt á, thì trong dung dịch thuốc nhỏ mắt, chất diện hoạt nó sẽ làm tăng độ tan của dược chất này, hiển nhiên đúng không? Chất diện hoạt sẽ làm tăng độ tan của dược chất khó tan. Trong hỗn dịch thuốc nhỏ mắt thì nó sẽ giúp phân tán đều các cái tiểu phân chất rắn. Và cuối cùng là làm Nữa chơi và vì nó làm tăng độ tan của dược chất, làm phân tán đều tiểu phân trong hỗn dịch, cho nên nó sẽ làm tăng sinh khả dụng. Ngoài ra chất diện hoạt có thể còn làm tăng khả năng hấp thu dược chất vào trong cái vị trí đó, nó làm tăng độ tan của dược chất tại vị trí sử dụng á, thông thường nó làm tăng sinh khả dụng. Các chất diện hoạt hay dùng như là ammoni lauryl sulfat, benzan kolin chloride, chưa mỗi câu nói đó, và poly sulfat hoặc là poly oxy terephthalate, tức là tin và spar. Thế thì trong cái số này người ta hay sử dụng benzan kolin chloride là vì vậy, nó vừa có khả năng làm chất sát khuẩn mà nó vừa có khả năng làm chất diệt hoạt luôn, một chất mà nó đảm nhiệm được cả hai vai trò luôn, cho nên người ta rất hay sử dụng là benzan kolin chloride. Ngoài ra còn có thể sử dụng thêm bôi sọc bát là tên gọi khác của tinh đó. Thành phần chúng tôi mình nó làm bao bì, thì trong các dạng thuốc khác á, rất ít khi mình nhắc đến bao bì, nhưng mà riêng đối với các dạng thuốc vô khuẩn là thuốc nhỏ mắt và thuốc tim á, thì người ta hay phải nói đến bao bì vì nó có vai trò quan trọng. Vì sao nó quan trọng? Vì thuốc tim và thuốc nhỏ mắt là các dạng thuốc vô khuẩn, đúng chưa? Cho nên bao bì của nó có phải thích hợp để giữ cho cái thuốc nó luôn được vô khuẩn trong quá trình bảo quản và kể cả quá trình sử dụng. Ngoài ra đối với thuốc nhỏ mắt, vì xuất phát từ cách dùng cho nên là cái bao bì đó nó phải là thế nào đó để mình ta nhỏ được, rồi thì ngoài ra giúp cho dược chất trong thuốc nhỏ mắt ổn định, thì cái chất liệu mà dùng để làm bao bì á, nó phải không được tương tác với các thành phần có trong thuốc. Thì hiện nay từ trước tới giờ á, để mà làm bao bì cho thuốc nhỏ mắt, người ta dùng ba loại, đó là thủy tinh, chất dẻo và cao su. Nhưng mà hiện nay thủy tinh thì không ai dùng nữa vì nó nặng, vận chuyển nó khó, dễ vỡ, vân vân. Cao su cũng ít ai dùng nữa vì cao su nó dễ bị
lão hóa, đúng chưa, mà hay sử dụng nhất hiện nay mà hầu hết là chất kẽm, đúng chưa, hầu hết là chất kẽm. Vì chất kẽm này nó bền, chưa, nó nhẹ, muốn làm hình dạng gì cũng được hết, mà nó còn cái gì nó dễ, cho nên khi người ta nhỏ người ta có thể bóp cái lọ hút lại để cho một giọt nó rơi ra, thế nào. Và cho dù có dùng cái chất liệu bì nào thì cũng phải kiểm tra chất lượng trước khi sử dụng, chưa, vì được thuốc mà nó phải đạt các cái tiêu chuẩn của dược điển thì mới được sử dụng làm bao bì được thuốc. Hay một số loại, hay rất là nhiều loại, chưa. Vì ngoài cái việc mà nó có thể bảo quản thuốc, chứa đựng thuốc thì nó còn phải đẹp nữa, nha. Cho nên chẳng qua người ta làm để kích thích như thế nào, người ta đẹp, người ta thích mua không. Còn cái này là cái loại thuốc nhỏ mắt mà dùng một lần, cứ một tép như vậy dùng lần xong vứt. Đây, mình xem à, cái này là một, thứ nhất đó là giới thiệu một cái loại thuốc nhỏ mắt mới, là thuốc nhỏ mắt dùng một lần. Vì xuất từ cái vấn đề là cái một lọ thuốc nhỏ mắt phải dùng rất là nhiều lần, vì vậy muốn giữ cho nó vô khuẩn thì người ta phải thêm chất sát khuẩn vào. Nhưng mà nếu không có quan tâm thì trong số cái quan điểm á, người ta nói chất sát khuẩn nó không tốt, ví dụ ai nó là nó có chứa thủy ngân, dùng một cái như vậy dùng một lần thì nó sẽ có ưu điểm gì, mình không có sợ vấn mà có nhược điểm là gì, nó có hơn này đắt hơn vậy thì cái này vừa. Thì ở Việt Nam mình cũng có công ty dược phẩm CBC 1 Hà Nội á, người ta làm cái loại thuốc nhỏ mắt này, mình cũng thấy cũng ít sử dụng, một ít nó chưa được phổ biến, vì sao giá thành nó đắt. Còn có xí nữa mà cứ rớt mạng biết không cho tôi dạy trời. Xem mày vừa là hướng giới thiệu một cái sản phẩm mới, vừa là hướng dẫn là sao làm cách sử dụng thuốc nhỏ mắt, làm sao phải là trước giờ mình đã sử dụng đúng chưa, chưa? Thì ai trong số các bạn ở đây đã sử dụng thuốc nhỏ mắt đúng? Bạn nào đã sử dụng thuốc nhỏ mắt đúng?
Các bạn nào sử dụng máy móc đúng chưa? Chắc là không không đâu. Mình ngỡ cái chuyện rửa tay là gần như mai rửa tay rồi nha. Thì ở đây là người ta nói thì thuốc nhỏ mắt sẽ được nhỏ vào túi kết mạc, tức là giống người ta dùng hồi nãy á, sẽ kéo cái mi dưới xuống và nhỏ vào đó, hiểu chưa? Còn bình thường thì cứ banh mắt ra mà nhỏ vào thôi, chứ theo bình thường quán tính là cứ mở cả mi dưới mi trên rồi xong là nhỏ vào thôi. Còn bây giờ sau lúc đó coi như chưa biết đi, bây giờ đã được học rồi, đã biết rồi thì làm cái đúng, hiểu chưa? Tiếp theo phần thứ ba là kỹ thuật pha chế và sản xuất thuốc nhỏ mắt. Thì đầu tiên hết á là phải có nhà xưởng và thiết bị. Thì thông thường á, trong một cái công ty họ sẽ có rất là nhiều phân xưởng, và để mà làm thuốc nhỏ mắt nói riêng và các loại thuốc vô khuẩn nói chung thì họ phải có một nhà xưởng vô khuẩn, tức là một công ty á họ sản xuất rất là nhiều loại thuốc, được chưa? Thì họ sẽ phân từng khu riêng, ví dụ như cái chỗ mà cái khu mà để pha thuốc dùng ngoài là một cái khu khác, cái khu mà làm thuốc viên nén, viên nang vân vân là một khu khác, và cái khu mà làm thuốc nhỏ mắt, thuốc tim là một khu khác. Yeah. Người ta phân khu ra thì thuốc nhỏ mới đối với các cái loại thuốc mà vô khuẩn á không được sản xuất chung với những nhóm khác không được, vì nó có thể lây nhiễm chéo và một thứ, nên là sẽ có một nhà xưởng riêng, một phân xưởng vô khuẩn riêng để sản xuất thuốc nhỏ mắt, thuốc tim, thuốc tiêm truyền. Thì ở Đà Nẵng mình cũng có công ty Danaka, họ có một cái nhà xưởng sản xuất thuốc nhỏ mắt và thuốc tim. Vì cái yêu cầu của nhà xưởng thì nó cao và không phải hoàn toàn riêng biệt, không được lẫn với các nhà xưởng khác. Vì về nhà xưởng thì nó sẽ cơ bản là giống cái phần giống cái sản xuất thuốc tim. Thì thông thường người ta đầu tư một nhà xưởng vô khuẩn thì người ta sẽ dùng để sản xuất cả thuốc nhỏ mắt và cả thuốc tim luôn. Thì để đầu tư một phân xưởng như vậy á thì tầm vài chục đến trăm tỷ, tức là một cái đầu thô thôi á, xây dựng. Ví dụ như là mình thấy nhà xưởng thì cái nhà xưởng này á là phải yêu cầu là gì, tường nền và trần là phải lau rửa được, phải lau rửa được. Để cho nên một á, một là người ta sẽ làm kính, hai là người ta sẽ tráng polymer cho cái nền như thế này, tính ra tráng nhựa. Vì nếu như mà chỉ là nền gạch á thì các cái kẽ gợi, các cái kẽ hở gì, các cái viên gạch á thì nó có thể phát sinh bụi, cho nên người ta sẽ làm gì đó, làm vật liệu gì đó, nhưng mà miễn sao đáp ứng gì, cả tường cả trần cả nền nhà là phải có khả năng làm vệ sinh được, phải chùi rửa được, phải chịu được nước, phải chịu được các chất sát khuẩn, được chưa, để đảm bảo về vấn đề vô khuẩn. Ngoài ra là phải theo một cái chiều hướng là gì, nguyên liệu á đi vào một đường, còn sản phẩm sẽ đi ra một đường. Thì giống như bây giờ người ta tổ chức tiêm vaccine các thứ á, là đi vô một đường mà đi ra một đường, này cũng như vậy, để hạn chế thấp nhất cái khả năng lây nhiễm chéo, được chưa? Đó là về nhà xưởng. Về thiết bị thì chắc là đến bài thuốc tim em mới được học, vì đúng ra cái chương trình của mình á là thuốc tim, học thuốc tim xong rồi mới học thuốc nhỏ mắt, nhưng mà vì thuốc tim thì mình không có thực hành, mà thuốc nhỏ mắt thì có, cho nên là bảy thuốc tim sau cùng học các cái bài mà có thực hành trước đã, nên là tới phần đó thì nó sẽ được học kỹ hơn. Thì còn bây giờ gì con nói qua thôi. Bây giờ học tiếp là nghĩ ta lỡ cỡ ghê, còn học hết rồi đi. Về phần tiến hành pha chế thì mình sẽ có thuốc dung dịch thuốc nhỏ mắt và hỗn dịch thuốc nhỏ mắt. Thì để pha chế dung dịch thuốc nhỏ mắt mình sẽ có các bước sau đây. Thứ nhất là mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu là gì, dược chất này, các chất phụ này, dung mô này, đi cân đo gì đó, xong rồi mình sẽ tiến hành hòa tan. Thì trong thuốc
nhỏ mắt nó có nhiều thành phần, có dược chất, có chất sát khuẩn, hiểu chưa, chất bản trương, chất chống oxy hóa, vân vân các thứ, thì hòa tan cái nào trước cái nào sau. Và thì nếu như không có gì đặc biệt thì mình sẽ hòa tan theo trình tự chất tạo hệ đệm trước, đến chất sát khuẩn, đến chất chống oxy hóa, chất bản trương, rồi mới đến dược chất. Được chưa? Đó là thứ tự, là nếu như không có gì đặc biệt thì mình sẽ hòa tan theo thứ tự này. Và mấy em yên tâm là trong các công thức mà ra cho mấy em phân tích á, thì nó sẽ không có gì đặc biệt. Được chưa? Mình chỉ làm nó bình thường thôi. Và phải thuộc cái thứ tự này để mình mới biết được là mình bắt đầu từ cái gì. Được chưa? Rồi, sau khi hòa tan xong thì mình sẽ tiến hành lọc dung dịch. Lọc dung dịch, lọc ở đây là để loại bỏ các cái tiểu phân chất rắn dư tan, các cái tạp chất á, mình sẽ lọc, mình loại bỏ đi. Thì lọc có thể lọc qua phễu thủy tinh sốt G3, G4 hoặc là các cái nào lọc có kích thước khoảng 0,45 micromet. Sau khi lọc xong, mình sẽ tiến hành kiểm tra độ trong, rồi tiến hành đi tiệt khuẩn. Thì tiệt khuẩn có thể tiệt khuẩn bằng nhiệt hoặc là tiệt khuẩn bằng cách lọc. Tiệt khuẩn bằng nhiệt tức là mình sẽ đóng lọ, đóng lọ xong rồi mình đem các cái lọ thuốc nhỏ mắt đó cho vào trong cái nồi hấp, mình hấp, gọi là tiệt khuẩn bằng nhiệt. Cái thứ hai, tiệt khuẩn bằng cách lọc là sau khi mình lọc để loại các cái tạp vô cơ này, thế là mình tiếp tục mình lọc một lần nữa qua cái màng lọc cellulosetate, cái màng lọc mà có kích thước 0,22 micromet á. Lọc để cho nó vô khuẩn rồi xong rồi mới đóng lọ. Rồi kiểm tra thể tích, rồi tiến hành ghi nhãn đóng gói kiểm nghiệm thành phẩm, vân vân. Từng bước cụ thể. Hòa tan thì có thể hòa tan thường, hòa tan đặc biệt mình biết rồi. Được chưa? Đối với hấp tiệt khuẩn thì để tiệt khuẩn thuốc nhỏ mắt, mình có thể tiệt khuẩn bằng nhiệt ẩm, tức là mình nên hấp ở nhiệt độ 121 độ C trong vòng 20 phút. Nếu như dược chất và các thành phần khác bền với nhiệt, vì cái nhiệt độ này rất là cao. Cái thứ hai là tiệt khuẩn bằng nhiệt ẩm ở nhiệt độ từ 98 đến 100 độ C trong vòng 30 phút. Nếu như trong thuốc nhỏ mắt đã có chất sát khuẩn và thành phần trong thuốc nhỏ mắt không chịu được nhiệt độ cao. Cách thứ ba đó là tiệt khuẩn bằng cách lọc, là lọc loại khuẩn. Nếu như dược chất không bền với nhiệt thì mình sẽ sử dụng các cái màng lọc có kích thước 0,22 micromet. Thì trong các cái phương pháp này thì bây giờ đối với dung dịch thuốc nhỏ mắt, người ta chủ yếu tiệt khuẩn bằng cách lọc vì nó khỏe, dược chất không bền với nhiệt hay bền với nhiệt thì lọc cái khác thẳng xong. Được chưa? Lọc xong rồi đóng lọ trong môi trường vô khuẩn không. Còn với phương pháp tiệt khuẩn bằng nhiệt này, dù ít dù nhiều nó vẫn sẽ ảnh hưởng đến dược chất vì nhiệt độ rất là cao. Thứ nhất, ngoài ra nhiệt bao bì mình chất dẻo nữa. Chất dẻo thì trong quá trình mà hấp tiệt khuẩn như này nó có thể bị mót, bị méo, rồi vô tình nó sẽ đưa những cái chất có trong cái bao bì đó vào trong thuốc, nó gây ảnh hưởng. Thế cho nên trước đây là chưa có các cái màng lọc này nè, cho nên người ta sẽ tiệt khuẩn bằng nhiệt ẩm bằng hai phương pháp này. Nhưng mà bây giờ gần như cô không nói 100% mà 99% các dung dịch thuốc mát, nhắc lại là dung dịch thuốc nhỏ mát này, sẽ được tiệt khuẩn bằng phương pháp lọc. Nó nhanh, nó gọn, nó nhẹ. Được chưa? Lọc qua cái là xong. Không cần phải hấp 100 độ hay là 121 độ hết. Nó vừa lâu mà nó vừa tiềm ẩn các nguy cơ khác nữa. Bây giờ đối với dung dịch thuốc nhỏ mắt, thậm chí đối với cả dung dịch thuốc tim, người ta đều lọc hết. Mình phân biệt này, lọc loại khuẩn là khác, còn lọc trong là khác. Được chưa? Lọc trong thì mình sẽ lọc qua các cái màng lọc có kích thước 0,45. Còn lọc loại khuẩn thì bắt buộc phải là cái màng lọc có kích thước 0,22. Vì đây là kích thước mà con vi khuẩn nó không có lọt qua được. Được chưa? Thôi, đang nghỉ bữa đây. Nghỉ tại đây. Còn bữa sau mình sẽ học tiếp. Yeah, thì bây giờ 10 phút thì phân tích cái này cũng lỡ cỡ đi. Thôi, nghỉ sớm được. Nghỉ nè, bữa sau còn buổi nữa.